Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay hai vợ chồng mình cũng đi chợ về, cũng là một ngày nghỉ trong gia đình. Thì hai vợ chồng mình đã chuẩn bị mấy cái món ăn thuần túy Việt Nam, là món canh chua cắt cá bộ, rồi có thêm món cua xào gừng hành để nhậu nữa nha cả nhà. Mời cả nhà cùng đón xem. Đây, cá này là cá bên Mỹ, người ta kêu là cá catfish, là vợ mình đã ướp xong rồi. Bên Việt Nam là gọi là cá bông lau phải không em? Chắc vậy. Đây, hai con cua còn sống nhăn răng, xã mình đang rửa cần. Cái này là chuẩn bị cho nồi canh chua nghe cả nhà, canh chua cá. Cá thì bà xã mình mới vừa vớt ra, kèm theo đây có rau ăn kèm cà chua, tất cả mọi thứ. Wow, món cua gừng hành đã xong, quá bén. Món canh chua cũng đã sắp xong. Cá kho, canh chua, cá kho tổ hơi kêu,